Xin kính chào quý vị khán giả của Rung Ba Than. Vừa rồi thì mình cũng không có nhiều thời gian để đi ghi hình up lên kênh YouTube cho các mọi người xem những cái hành trình trên vùng cao này. Lý do là vừa rồi là mình đã tham gia một cái trại sáng tác nhiếp ảnh của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, và mình đã đồng hành với các cô chú 5 ngày vừa qua. Thì đây là cái điểm cuối cùng mà trại sáng tác nhiếp ảnh của mình dừng lại, đó là nhà ngô của Mù Căng Chải. Cũng đã xuất hiện một vài lần trên kênh Rung Ba Than rồi, và đặc biệt là hôm nay có sự xuất hiện của một nhân vật được rất là nhiều khán giả của Rung Ba Than yêu quý, đó là bạn Satomi Hazanwa. Xin chào em. Chào mọi người nhá. Đấy, bạn Sam của chúng ta thấy không, vừa cao vừa trắng vừa xinh, và đặc biệt là mọi người rất là yêu quý Sam. Sam nói một điều gì đó với khán giả của Rung Ba Than, những người đang xem mình ấy, đang theo dõi mình đấy. Em cứ gửi lời đến khán giả người Việt Nam đi. Rất nhiều người Việt Nam đang theo dõi, và thậm chí những người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản cũng theo dõi và biết đến Sang. Sang có thể gửi lời chào và một lời gì đó với mọi người. Sang nói gì đó? Nói gì ạ? Đơn giản như là cảm ơn các bạn đã theo dõi này, ủng hộ Sang này đó. Và hãy đến với, nếu các bạn đang ở nước ngoài thì hãy đến với Việt Nam rất là tươi đẹp này, kiểu thế. Em có thể giới thiệu một chút về Mù Căng Chải, về Việt Nam đi. Giới thiệu Mù Căng Chải à? Giới thiệu một chút về Mù Căng Chải đi. Chào các bạn. Em giới thiệu Mù Căng Chải một chút. Ok. Chờ mọi người đến Mù Căng Chải. Ngoài nhà ngô ra Mù Căng Chải thì sao còn ấn tượng với cái gì ở Mù Căng Chải nữa? Còn cái gì đẹp nữa? Đẹp móng ngựa. Đồi móng sôi. Tức là đang nói về ruộng bậc thang các bạn ạ, những cái thửa ruộng bậc thang. Nhưng có điều là bây giờ thì người ta đã gặt đi rồi các bạn ạ. Các bạn nếu mà đến Mù Căng Chải thì phải đến vào tháng 6 người ta cấy lúa, và tháng 9 người ta gặt lúa thì sẽ đẹp hơn, đúng không? Ok, trong quá trình Sam thì hôm nay đi làm người mẫu, người mông cho các chú chụp ảnh trên này, nên là trong bây giờ anh em mình phải vào để các chú làm việc đã. Trong quá trình làm việc thì mình sẽ trao đổi nói chuyện tiếp với Sam nhé. Mời mọi người đi vào thăm nhà ngô bằng mổ đó. Đây một cô mẫu rất xinh nữa, cô người mông. Đây là cô Tấm của Rung Ba Than các bạn, đây là cô Tấm. Cô Tấm mình bị ngọng các bạn, tên là Tâm nhưng mình bị ngọng. Với lại là cô Tấm rất là xinh. Mời mọi người vào nhà ngô nào. Không có. À đây rồi, đây. Trên này không có. Mẹ, để thế này thì bố ta thế thôi. Bố ta đây. Đúng, lúc là lại nói như thế. À, rồi. Ủa trời. Rượu vào đây. Rượu vào đây. Đi cho cái cửa vào đây. Rượu vào đây. Đi cho cái cửa vào đây. Rượu vào đây. Rượu vào đây. Rượu vào đây. Rượu vào đây. Hello. Cô này mới là cô người mông xịn này các bạn này. Còn cô mông Sam kia là cô mông Nhật Bản thôi. Đây là mông Nhật Bản các bạn ạ. Mông Nhật Bản đây. Sam thì càng ngày càng giống với lại diễn viên chuyên nghiệp rồi các bạn ạ. Người mẫu chuyên nghiệp. Giờ Sam được rất nhiều các bác yêu mến và muốn đến đây để chụp hình Sam. Sam, ở Nhật mà đứng làm mẫu chụp ảnh này thì tiền công bao nhiêu một ngày? Tiền công mà là người mẫu này. Salary. Chưa bao giờ. Hôm nay tôi làm đi. Anh đang bảo để tính xem là để tí để các bác giả tiền công cho em ấy. Tiền công em đứng làm người mẫu này, người mẫu ảnh ấy. Mẫu ảnh như thế đúng không? Đấy gọi là người mẫu ảnh ấy. Chưa bao giờ. Thì hôm nay đi. Bên nhà chú đấy. Thế em có người bạn nào bên đó làm người mẫu như không?
Có người bạn nào làm người mẫu bên Nhật Bản không? Không có. Không có. Chắc Sam cũng không nắm được cái giá. Không biết được cái giá của Sam. Đứng yên nha. Cháo bị nặng. Tay làm để che, nhìn lên. Tưởng tượng như là mình đang che cái mặt trời. Thế nhé. Sam là về đây là làm người mẫu miễn phí hơi bị nhiều nhé các bạn nhé. Tháng nào tuần nào cũng có show đi làm người mẫu, chính là để góp phần thêm quảng bá cái du lịch của Mường Trải thôi các bạn, rất là tuyệt vời. Sam mới được nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả rồi. Hôm nay thì mình lên trên này và lại tiếp tục được ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp của Sam. You said so. How many thousand Vietnamese them can you guess for modern? Sorry, yeah. Modern. Salary, lương, công, tiền công. Salary. In English, or salary. Salary. Yeah. Sam cao quá nên là cô gái Mông không đội mũ được cho cô gái Nhật. Sam đứng ở giữa. Đấy, bây giờ mới là chuẩn người Mông rồi. Rồi, từ từ lại đi, làm lại làm động tác. Để xong hướng ra đấy. Lại động tác. Đó. Em là ai là người đội mũ kìa? Sam vào đi. Đây. Thế thì ấy nhỉ, thế thì em đổ ngô cho Tâm, đổ ngô ở Sam say. Sam ơi, tao cần lấy say. Đáng là mó thế. Đây là nhân vật mới trên kênh Ru Bát Than nhé các bạn nhé. Thời gian tới thì sẽ có một số video của em Tâm này. Tên là Tâm nhé các bạn nhé. Các bạn đừng hỏi thông tin vội nhé, từ từ đó. Được rồi. Hai người đẹp của chúng ta hôm nay đây. Có hai là quá nhiều rồi các bạn ạ. Bây giờ Sam cùng với cả Tâm mời vào chụp ảnh cùng với các bác nữa. Nên đây có thời gian thì sẽ trò chuyện với Sam sau nhé các bạn nhé. Vào đi Sam ơi. Còn cái ấy mới lại... Suối, chú bảo có đến cái động tác nào thì mình dừng lại nhé. Thì mình chỉ đứng thôi nhưng mà cháu tránh cái dây nó vào giữa mặt cháu. Thế, thế còn lúc đến cháu đẩn đi sao? Cháu đẩn đi chú bảo. Đẩn lên, đẩn về phía này. Ngược thì ai đẩn lên? Ngược xuôi. Mẹ rồi, nó lỏng. Lỏng. Công vừa ngắm công để vừa để ý thôi. Để... Đấy, thầy ơi, một chân thử ra. Rồi, xoay ngô đi. Để cù và lách nhau ấy. Không biết nói nhá. Không, nói tiếng Việt thoải mái. Nó khách rất là vui khi được gặp Sam ở đây. Nói tiếng Việt thôi mà. Tôi cảm ơn chính mà. Chiếu vào cái cối đi, chiếu vào mặt. Đây, được rồi. Chứ có bắt ngô không được. Cái đồng ngô ấy. Nói thói nhỉ. Em về làm chương trình du lịch đây mà. Đẹp quá. Mày bắn tao cái. Anh là con sẹo nhá. Rồi. Ra đây. Đây. Sao mà đấy. Mày bắn. Nói chuyện đây Sam bác đi. Sam nói chuyện nên nhìn bác ấy. Nói với bác này như nhìn bác đấy. Nói được Sam nói tốt lắm bác Lương ạ. Bác cứ hỏi chuyện bình thường mà. Nói tốt. Sinh năm nào? Sinh năm 93. 93. Ở Nhật học cái gì rồi? Học cái gì ạ? Ít tuổi hơn con gái bác 2 tuổi. Chuyên môn đấy. Rất nhiều kiểu. Mà nó quốc tế.
nói được nhiều đấy. Đi mấy tỉnh rồi hay là đến một văn giải rồi? Cái này không được mặt em. Em cái này mới được mặt em. Thầy gần gần đấy, chụp cái nó đủ không lại kiểu tốt rồi xoắn nhất đấy, không biết nó đứng lên trong à, quân à, đấy tao chỉ còn làm đẹp cho chúng mày thôi. Chưa giờ đang nhờ gì là giải lao thôi nhé. Cái bắt tay là hợp đồng ký kết tặng mấy anh à, bây giờ ai cũng phí Sam à, đến lượt du khách nhé. Xong rồi em bút ngô vào đấy. Chụp đấy chẳng hay là ngồi dưới. Nếu mà tôi xin chúng cái ảnh này nó không hay mà ngồi dưới. À, ừ, ok. Cháu nhìn thấy rồi à? Vâng. Được. Đây. 0919. Rồi. Cô gái mông muốn chạy chắc là không mệt đâu nhỉ? Ở lại Việt Nam cô gái mông Nhật Bản mệt thôi chứ em người bản địa đây thì làm gì mệt đúng không, khỏe mà đúng không, có khỏe không, hơi khó thở tí vì nhiều khói đúng không, đùa các bạn thôi, tâm mình người Thái nhá các bạn nhá, không mấy nữa các bạn xem tập tiếp theo các bạn lại bảo là mình Lê Thuyên lừa khán giả, đây là người Thái, người Thái mừng 12.000 lượt xem. Người Thái hấp đấy, người Thái đóng vai người mông đấy. Ừ. Say nè. Say ngô. Say ngô. Say ngô đúng không? Đấy, đấy, đấy. Sao bà phải ra... Chiếu ánh sáng vào, Đấy, đó, con đang lên đấy. Cháu nào? Tôi cứ cầm làm lại tác thôi. Rồi, mạnh lên, đúng rồi, chuẩn. Để động tác thôi nhá, cứ để chỗ này, để chỗ này thôi. Đấy, các bạn xem sức mạnh của... sức mạnh của Sam. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Có lẽ không dám, mà dám được con người thì được. Đấy nhá, em đẩy thật mạnh rồi nhá. 2, 3. Để làm động tác thôi. Lên, tiếp, đúng rồi. Đúng rồi, đã được rồi đấy. Ui, ngon rồi. Lại bị mắc cái này rồi. Giật mạnh và lên mạnh, đúng rồi. Đấy. Lại bị lỡ đà chỗ đấy rồi. Rồi, mạnh, lên. Đấy. Để cho hai dừng để dừng nhá. Đây đây ở đây sao mày dừng ở đây thôi. Không không phải đẩy nữa. Không phải đẩy nữa, giữ ở đấy thôi, đúng không? Đứng yên, đứng yên. Ờ. Sáng lên. Không lên à? Đây vậy. Đang hết nắng rồi. Đấy, hết nắng rồi. Nó hết nắng chứ không phải khổ đấy. Các bạn ấn tượng chưa? Sao mệt lắm không? Em thấy mệt không? Hơi mệt. Hơi mệt à? Nóng hay khó thở lắm đúng không? Em không quen chụp ảnh. Em không quen chụp ảnh nhá. Đã quen quay phim với anh chưa? Quay phim thì đã quen chưa? Chưa. Cái phim cũng không quen lắm à? Đi về từ lần hôm nay có việc ngay. Mà mình chắc chỉ mang máy vào mình gần đây em có đi đâu, có đi đâu ra ngoài Yên Bái không, có đi đâu xa không, công tác xa không? À, đi ra ngoài á? Ừ. À, không đi công tác nhưng mà đi chơi. À, đi chơi em đi gần đây đi chơi à, đi Sapa à? Không thấy rủ anh nhỉ? Có nhiều ảnh hôm nào rủ anh nhá. Khá lâu rồi mới gặp lại Sam các bạn, chắc cũng phải đến 3 tháng rồi. Đấy nhỉ? Từ lần đi anh em đi cấy lúa và bây giờ người ta đã gặt lúa rồi đấy. À, từ đợt mình đi cấy lúa lội ruộng ấy, cấy ở dưới ruộng ấy, trồng cây lúa ấy. À, trồng cây lúa. Ừ, bây giờ người ta đã gặt rồi. Ba tháng đúng 3 tháng đấy. Em lúa chín không gặp anh. Ờ, lúa chín anh không lên, hôm nay mới lên, lần này mới lên thì mọi người gặt gần hết rồi. Tiếc là không dẫn Sam đi gặt lúa được. Mà anh đã lên cái chai của máy festival hen đúng không? Ờ, khen anh có lên khen đúng rồi, anh lên vào buổi tối. À, xong sáng hôm sau anh đi luôn. À, đi luôn. Sáng sau anh lại di chuyển luôn. À, thế à. Ờ, đấy, sáng hôm đó thì bảo là mời em đi ăn đám cưới cùng đấy. Nhưng mà Sam lại có công việc, có hẹn từ trước nên được. Sam không đi đám cưới cùng mình được. Thì anh rủ em. Hôm bảo em rủ em đi ăn đám cưới. Em đi Sapa mà. À, chính hôm đấy em đi Sapa. Em đi Sapa. À. Gặp bạn bè người Nhật. À, gặp bạn bè. Có nhiều người nhiều không?
Khoảng 5 người. 5 người à? Hôm đấy cái đê có lên không? Cái đê không à? Vâng. À. Mọi người xong ở Hà Nội. À. Nhưng mà em phải dạy tiếng Việt cho cái đê nhiều vào. Cái đê cứ nói được nó ít, nó được ít. Khó, khai không nói được với cái đê mấy. Thì thoảng tâm sự với cái đê bằng tiếng Việt thôi. Chứ không tâm sự bằng tiếng Nhật nữa để cho bạn ấy học tiếng Việt. Cái đê sang Việt Nam là 3 tháng trước. À, 3 tháng 6 em. Hôm em thì... Ừ, sang trước em à? Dạ. À. Tất cả là hướng dẫn cái đê uống rượu Việt Nam nữa. Anh cái đê, cái đê, cái đê anh mới mời cây được có hai chén thôi. Ờ hai chén thôi. À. Cái đê không biết uống rượu nhiều. Không biết uống rượu nhiều. Thế Sam từ 3 tháng vừa rồi em có bị say lần nào không? Có say rượu lần nào không? Có. Có say hả? Có. Say nhưng mà mình vẫn tự đi về nhà, tự về chỗ nghỉ được đúng không? Ừ, rất là giỏi. Vẫn lúc nào cũng đạp xe đạp đi khắp cái huyện Mường Chải này các bạn ạ, đi khắp khắp Mường Căng Chải bằng cái xe đạp. Hôm nào Sam xuống Nghĩa Lộ chơi đi. Hôm nào xuống bảo anh trước nhá. Xuống. Hôm nào xuống Nghĩa Lộ bằng em và bằng cái đê. Đúng rồi, ba anh em mình gặp nhau ở Nghĩa Lộ. Thậm chí là có cả Tâm nữa luôn. Đi chuyển nào. Tâm này dễ bị trai bản trên này bắt làm vợ lắm. Nhìn thế này thì không thể phân biệt được là có phải người Mông hay không. Nhìn đấu không là đâu. Lúc xong rồi bắt đầu. Bây giờ dọn thế này đốt khói to đấy. Ra đi dập. Này, mấy ngôi nhỏ này. Mì tu của quốc xuất. Cái đê lên trên nhà Ngô cái đê rồi. À quên nhầm. Sao? Ở với cái đê có mấy hôm mà đã lại quen cái đê rồi. Nói chung là sao là mà chỉnh ánh sáng lên nữa. Được rồi. Chỉnh nó bắt đầu. Mà em cứ thích em phải che được cái bóng điện kia đi. Đẹp rồi. Cô sáng được vẻ rồi. Đi chơi được rồi. Cô Tấm, cô Tâm. Đấy, sáng có khe thế được rồi đấy. Thêm một cô nữa nào. Một cô Mông nữa nào. Anh ngồi bên đây. Nào che ánh sáng nhỉ? Chúng em mới quay. Quay. Đẹp này gì nữa? Ưu tiên cái Tâm nhá. Ưu tiên cái Tâm, mở cái Tâm. Anh Sáng ơi, thêm ông chủ nữa đâu nhỉ? Cháu đâu nhỉ? Lên rắc Ngô cái. Thêm người nữa hậu cảnh đi. Sau mấy tiếng lao động rất là nghiêm túc thì đoàn của mình cũng đã kết thúc cái hành trình thực tế sáng tác ở Mù Căng Chải. Đặc biệt là cảm ơn siêu mẫu người Mông Nhật Bản Satomi Hazanwa. Hello. Nhưng mà Sam có nhớ nhớ anh à. Nhớ rồi anh tên là gì có nhớ anh thì tên là gì không Sam? Không. Đại ca. Chú Vũ Chiến đại diện đoàn cảm ơn và nói một vài lời với Sam ạ. Xin cảm ơn Sam, thay mặt đoàn cảm ơn Sam vì hôm nay làm mẫu cho đoàn chụp ảnh rất là đẹp. Sam rất đẹp. Ok. Của anh thì có rất nhiều người là Bắc Đạt Ốc đúng không? Đồ tạo hình như thế này hỏng. Không sao. Dạ, yeah, đúng không? Có nhớ không? Có nhớ anh Chiến không? Cảm ơn San nhé, bắt tay. Cảm ơn, rất tốt. Em rất thích chụp ảnh. Thì lần sau các anh lên thì Sam lại đi chụp ảnh với các anh nhé. Rồi cảm ơn Sam nhé. Cảm ơn anh. Những hình ảnh Sam, anh thấy Sam mặc quần áo trang phục của người Mông rất là đẹp và rất là giống. Rồi cảm ơn Sam nhé.
giới thiệu lại cho các bạn biết là San thì đang làm việc ở Muống Chải với vai trò đó là tư vấn hỗ trợ du lịch cho huyện nhờ, đúng không? Và không chỉ tư vấn hỗ trợ không mà San là trở thành những nhân vật trực tiếp bằng mang luôn cái hình ảnh của mình ra để quảng bá. Sam đã trải nghiệm luôn cả văn hóa địa phương của người Mông, người Thái ở trên này và giới thiệu với lại bạn bè bên ngoài, du khách bên ngoài, đặc biệt là người Nhật Bản, đúng không? Ok, cảm ơn Sam nhé. Hẹn gặp Sam ở những cái hành trình tiếp theo nhé. Và hy vọng là sẽ còn được gặp Sam nhiều hơn nữa. Đặc biệt là muốn mời Sam xuống Nghĩa Lộ để giao lưu với anh Tuệ và Cai Đây ở dưới đấy. Ok, chào Sam nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video của mình nhé. Và những video tới thì chúng ta sẽ được gặp cô Tấm nhiều hơn nhé. Bây giờ là chương trình giao lưu ẩm thực và chia tay Muống Chải như là chia tay Sam nhé các bạn nhé. Tập 2, đây là tập 2. Gặp lại đúng không? Cô gái Nhật ở đấy không? Cô gái Nhật ở trên nhà Ngô rồi, đây là tập 2 đi giao lưu văn hóa ẩm thực. Lúc ăn cơm này có đợi nhau về không? Đợi ăn cùng nhau mà. Như ở bên Hàn Quốc thì chị thấy là bên Đài Loan ấy, chị của chị sang bên đấy lấy chồng thì họ lại đặc biệt là cứ ai thì là ăn của người đó, cho vào bát xong ăn xong là tất bát của người kia, chứ không có đợi nhau ngồi cả bông như thế đâu. Không cần đợi. Thậm chí là ông bà thông gia sang bên đấy ăn cơm cũng thế, người ta cũng không cần phải ngồi cùng mâm, cũng cho mỗi người bát, cứ ăn xong rồi thôi. Thế khác biệt văn hóa với nhau. Phần hai người ăn. Như bên phương Đông mình là cái văn hóa vẫn là kiểu là ăn chung bà, chung món. Đây này, chị cho Sam xem ảnh ông bà đây. Ông cụ này là ông cụ Giàng Sái Sinh, ông nguyên là bí thư huyện ủy của Mù Căng Chải. Bây giờ ông 90 tuổi đấy. 90 tuổi ạ? Ừ, đây vợ của ông 81 tuổi. Nhưng mà hai ông bà vẫn ở nhà nấu cơm. Trông đây, đang cõng chắc đây này. Chắc chứ không phải cháu đâu nha. Đây này. Hai ông bà người Mông. Mà ông bà già rồi đây này, vẫn cõng chắc đây này. Già 81 tuổi nhưng vẫn trông cháu này, nấu cơm này. Đây, cắt măng để ngâm măng ớt, đặc sản của người Mông Muống Chải. Đấy, ngâm măng ớt để ăn cơm. Mông họ. Sam mời đi. Có tiền kiểu ảnh đấy. Đây là bác tạc gì? Một dạy chụp gì á? Tưởng chụp theo anh Tú chứ tao. Được rồi. Chúc sức khỏe các chị. Nhanh chóng lấy chồng. Rồi, mời em nhá. Thôi. Arigato Sam nhá. Alo. Các chị Việt Nam xinh đẹp không? Không đấy. Vâng. Rất đẹp đúng không? Dạ. Dạ. Cái gì nhỉ? Sakilome à? Sakilome nhá. Sakilome nhá. Này. Bác đạt chưa vô hết này. Camera. Mời anh Đạt uống hết là anh sẽ uống hết. Mời anh Đạt uống hết đi. Mời anh Đạt chạm chân. Anh thôi, sáng giờ giới thiệu là anh thôi. Họ cũng là bác Đạt. À, họ bác anh là anh, nhưng mà bác là tên. Bác Đạt là tên. Thế gọi là anh bác Đạt. Nên anh bác Đạt. Thôi, cứ bảo là thôi được rồi. Bạn Đạt ốc. Hai, ba, vô.